Đây là những cái đơn hàng gửi cho chị em trong chiều buổi chiều thứ hai nhé. À, những chị em mà đang gặp cái tình trạng là viêm nội tuyến này, lang la bốt này, viêm lấm ngứa phụ khoa, khí hư huyết trắng da nhiều, có mùi hôi tanh, đau rát và đặc biệt là những tình trạng mà bị khô hạn ấy và lám sạm da rồi là kinh nguyệt không đều kinh thâm đen vón cục thì tham khảo ngay combo viên đặt và cốt sông âm thảo dược kèm theo cái viên uống nhà dược linh cái liệu trình này thì là sử dụng một liệu trình là mình đã thấy hiệu quả rồi nhưng những chị em mà gặp tình trạng lang la bốt này đặc biệt là viêm nội tuyến thì lên kiên trì giúp em ít nhất 3 liệu trình kết hợp cả sông đặt và rửa nhé đặc biệt là cả kèm theo viên uống để đạt cái hiệu quả tối đa nhất rất là nhiều chị em sau khi sử dụng hết 3 liệu trình đi khám lại đã hết lang la bốt và những cái tình trạng viêm nội tuyến ấy thì là đã cải thiện được rất là nhiều viêm nội tuyến độ 1 độ 2 thì sau khi hết 3 liệu trình có nhiều chị đã khỏi còn đối với viêm độ 3 thì mình sẽ kiên trì thêm giúp em một hai liệu trình nữa nhá những chị em mà viêm nhiễm thông thường thôi thì sử dụng cho em một combo viên đặt gói sông hoặc là viên đặt dung dịch là đã ok rồi nhá em mình đang sử dụng sản phẩm này có vấn đề gì cần tư vấn thêm thì nhắn cho Diệu Linh nhé